Mến chào chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Thì đầu tiên xin chúc sức khỏe của viện chị cô chú và mong của viện chị cô chú hãy tặng cho Viết Phú một cái like, một cái đăng ký kênh để ủng hộ em có nhiều video mới hơn. Thì hôm nay em đi đến quán đồ cũ, ở đây có rất nhiều loa đẹp và âm ly cũng rất là đẹp. Ở đây thì có vẻ khu vực ở đây người ta mua loa đồ trên nhạc hơi ít hơn so với những khu vực em ở. Thì loa còn nhiều cái đẹp. Trước mặt đây là một cái họ kèn này, này rất là to, Antech 16 ohm, giá thì rất là đắt. Một cái như thế này thì đã bán là có một cái một đôi một cái cái nhá, một cái là bán nó 10 man rồi, 10 man tầm 18 triệu 19 triệu rồi, rất thật. Trước mặt đây là một cái em BW N805B nha các vị. Con này thì hàng gần như mới, toàn bộ là rất là đẹp, nó liên bang số liên tục nhau, 50 đến 120W với 8 ôm. Và hàng như này thì có cái camera chống trộm đang còn có cái thiết bị chống trộm, chip chống trộm nó gắn vào đây. Đấy, thì tránh trường hợp mất tích. Thì ở đây thì mọi thứ đều đi kèm, từ cái kết nối, từ giờ hướng dẫn sử dụng cho đến cái nút vặn đều đi kèm hết. Giá là 16 man 5 c tương đương khoảng tầm 30 triệu một cái bộ như thế này quý vị nhé. Hàng rất là mới, quý vị thấy được là cái bát người ta để một bên là để xem thôi, không phải tháo, rất là đẹp. Nó núm bằng cái dòng này thì nó rất là đẹp, và cái màng loa thì làm bằng quân le, bằng sợi tổ sợi tổng hợp rất là ok. Đấy thì dưới này có người em khác ví dụ đi ô tô là 1.5 180W nha quý vị, 6 ôm 180W. Đấy, sao là quý vị xem đây. Này thì bán 16 16 500 tầm 3 triệu này, tầm 3 triệu. Còn dưới này thì dưới này có đơn ông, đơn ông 3 triệu. Đấy, vườn đông thì cũng nhiều dòng, có làm bằng cái màng hoa, bằng cái sợi tổng hợp này rất là đẹp. Em cũng có một chơi một bộ ở nhà Onkyo, loa nó nhỏ thôi để nghe nhạc trong phòng thôi, rất là đẹp, giá thì cũng rất là rẻ. Tiếp theo là một BW khác, DM303. Cái dòng này thì nó rẻ hơn, 2.2 tương đương tầm 4 triệu gì đó. Cái này nó rẻ hơn là đúng, vì cái đấy mở ra quý vị xem, cái màng loa thì nó cũng làm bằng sợi tổng hợp, nhưng mà đến cái tép nó sẽ là một loại khác, không thể bằng cái loại trên kia được. BW con này thì nếu mà quý vị chơi BW thì nhiều anh cũng có hỏi về BW, thì chơi những dòng như này là nó thấy hợp lý. Loa thương hiệu nổi tiếng, chất âm tốt. Con này thì 100W nha quý vị nhé, 8 ohm 100W và check ok hết rồi, bảo hành thì có 3 tháng luôn. Cái này thì là một em của Aula Polo. Aula Polo là một cái hãng của nước nào, chắc là một cái hãng từ châu Âu nhưng mà sản xuất thì tại China. Dưới này thì nó có gì đây, CSX060 của Pioneer, giá là 3 triệu một cặp, bảo hành 3 tháng, 8 ohm và 50Hz đến 20kHz. Đấy, con này thì ở trước em đi quay cũng có nhiều nơi có rồi, cũng có chỗ rẻ hơn như này, có chỗ mân 8, chỗ mân 1. Thì đây là một em bow khác, 121 này, giá là 11.000. Con này là rẻ, nếu một 121 là trong tầm giá là con này là rẻ rồi. Nó là 160W và 6 ohm. Một đôi nha quý vị nha. Nếu mà so với các chỗ khác thì là ở đây các bạn con này rẻ hơn một chút, tầm 1.000 gì đó. Đây là 101 IT thì giá 13.200, từ 2.500.000 một cặp, chưa cước, còn 60W tới đến 160W tối đa. Đây này là monitor audio rồi, chắc là quý vị cũng ít chơi. Trên này là Fostech. Fostech này thì cũng rất là ok luôn, Uxell 1.5 6.300. Nó bắt cái lũm này nó bị hơi móp rồi, chắc là hình như là đi qua ẩn vào thôi, chứ còn cái này thì lại bông dính như giật giật ra.
là cái nút nhỏ nhỏ này thì thôi chắc em cũng không quay. Đây là Hoptech M800, cũng là một cặp và 5W và 8 ohm nhập lực, bass là 8 cm. Cái này thì nghe nhạc TV nghe trong phòng thôi chứ nghe chơi thì Việt Nam mình rất là ít chơi cái này. Chỗ này có bầu 101 mm này, có cả cái càng treo 1,5 gần 3 triệu có cả thuế. Bên kia là có bầu trần nhà và 30 đó, giá 1,5 3 triệu. Dưới này là có Pioneer 3.000, còn là rẻ đấy, một cái mà sao rất là rẻ. Đó thì sang phía bên này, bên này thì cũng có mấy con loa center, loa center nhỏ. Đây thì có cặp Sony SST70ES, con loa center một cái, một cái là 5.000, 6.000, 5.500 cả thuế, tầm 1 triệu nhá. Phía dưới là một cặp của Victor SX500 Split cộng với LS500. Con này là cái loa hai quay. Cái chân này nó là một cái mã riêng, cái loa là một cái mã riêng. Đấy quý vị, Split là cái loa. Split là cái loa, còn LS500 là cái đế. Thì công suất 180W và 8 ohm. Bảo hành thì 3 tháng, giá là tầm 7,5 triệu một cặp như thế này. Chỗ bên này thì có gì ạ? Bên này thì một cái súp Super Woofer 175W của Audio Pro, giá là 19.800, tầm gần 4 triệu. Bass 20 nha quý vị nha. Trẻ con nhà em đang đi hét đấy. Nên đi đâu thì chợ đi cùng, không thì ở ngoài trông cho quý vị. Thì đây là một súp con Kyo này, DS với kép 3.1. Con này là một con súp 3 kênh nhá. 3.300 tầm 600.000. Bát của dòng này thì tầm 10 thôi. Sức em có một con như thế này. Này là con Yamaha ISTS với kép 45. Giá mới là 2 mai và giá cũ là 5.000. Nó nguyên rơi cả thuế là 1999 năm sản xuất. Hấp suất là 70W. Đấy, hàng cũ thì không thể tránh được cái việc xước sát. Cái 1 triệu con này thì quá ok, nó là không quá nặng, tầm 5 cân là 1 triệu nữa. Nó chơi bên này thì nó rất là ok rồi, nhưng về Việt Nam thì nó một câu chuyện khác, vì nó vận chuyển đó, cứ vận chuyển Việt Nam mình vẫn rất là đắt, quá đắt. Ở dưới đây là một cặp Diatón DS35B. Đấy thì cái cặp này thì nó là 80W nhập lực, nhập đại nhập lực 80W, 8 ohm. Cái loại này thì ta thật bên này người ta cũng chơi đó. Tốt quá. Bên này là một cái cặp gì đây? Pioneer Series 7 SP171B. Speaker 2016. SP171B này. Nó có hình như vậy. Giá là tầm 5 triệu. Hai bộ. Đấy, cái này đồ đi tôn hỏng này. Con này hỏng thì bán có 4.000. Nó có xuất lực, nó có xuất âm. Nhưng mà cái khi mà xuất âm rồi nó dự của cái nào ấy, cái nào nó cái vòi nó bị nhô ra ấy. Sắt tổ nó dự là cái nào. Thế có một cái nào đó nó bị như kiểu là bị lỗi sắt kèm á, chắc là cái âm cái nghe tiếng của cái có thể là cái lỏng hay gì đó, vì nó nghe tiếng loa thì nó phát theo cái âm đó. 4.000 mà mua về lại linh kiện được. Bên này thì đờn đóm, à bên này có máy loa gì đấy, à là âm ly, AV âm ly, Audio Tech, à Technic 8.000, tầm 6 triệu.
Em cặp Behringer monitor speaker Yamaha này, Yamaha này monitor speaker Electro Voice. À, cặp này giữ đấy, cặp này cặp đây là nhà hát karaoke 400W nha quý vị nhé. Electro Voice 400W loa hai quay và 8 inch, 38 inch, 8 inch nha mọi người, 25 gì đó. Vốn có giá của nó là tầm gần 8 triệu 7 triệu rưỡi đó, 7 triệu rưỡi đó, được man hiện tại. Đẹp. Sau kia nó có cái một con nữa mà không thấy vì nó bắt cái đai cái móc treo vào rồi nên không thấy được sản xuất ở đâu. Hàng rất là đẹp. Electro Voice karaoke. Này thì một em gì đây? Serwin Vega 2500W luôn, quá dữ, quá to, karaoke quá dữ. Đấy, thì em xin chấm dứt cái video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị anh chị cô chú trong các video lần sau. Để xa xa bên kia rất nhiều loa hỏng cao, để thì em xem có gì hay không em quay quý vị cùng xem. Em xin chào, hẹn gặp lại.